một sản phẩm mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Kai 02. Hiện tại mình đang kết hợp đèn này với một loại đèn có tên gọi là đèn LED 7, pha lê 7 màu Magic Bond Pro 2-in-1. Cái dòng đèn đó mình đang treo ở giữa trung tâm phòng, nó có thể quét ra những cái tia LED và chớp nháy theo nhạc để tạo cái không gian nó màu sắc hơn, nó ảo hơn. Khi mọi người kết hợp cùng một mẫu đèn laser như thế này thì nó sẽ rất là đẹp cho những cái quán bar, vũ trường, beer club. Hoặc mọi người có thể trang trí cái bộ đo đèn này cho phòng karaoke hoặc phòng nghe nhạc tại nhà cũng rất là đẹp. Mình sẽ xem khói để cho mọi người có thể thấy được rõ hiệu ứng của hai dòng đèn này hơn. Thì cái máy khói mình đang sử dụng đó là máy khói 1500W cho công ty bên mình cung cấp. Mình đang quay giới thiệu thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Và dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.